Cả nhà thân mến, hôm nay Báo có một chương trình đặc biệt là sẽ đi trồng hoa ở mỏm đá rồng. Thì hôm nay là Báo đã nhận được 10 cây hoa của chị ở bên Sơn La. Chị ấy có gửi cho Báo. Báo hiện tại còn không nhớ tên là chị ấy tên gì cơ, vì lâu cũng không nhắn tin hỏi lại. Đây, 10 cây hoa hồng của chị ấy còn sống 9 cây, còn sống 8 cây, 7 cây ở đây. Có 7 cây ở đây. Thì là có một cây thì Báo cho một người em, một cây rất to. Thì Báo đã gửi cho một người em, là người em đấy thích và xin. Thì hôm nay Báo đã nhận được cây hoa hồng ở tận Sơn La, hoa hồng cổ ở nhà nhé. Đây, xe máy đã đầy đủ hết rồi. Có một là ở cây hoa thì Báo không biết hoa gì thì trồng một thời gian sẽ biết. Còn Báo sẽ giới thiệu cho cả nhà là ở trên xe Báo có, đây là một loài hoa rất là đẹp ở trên cao nguyên đá, gọi là nụ tầm xuân, người ta gọi là hoa hồng leo. Đây, và bây giờ đang là đầu tháng 5, mùng 1 tháng 6 nhá. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6. Thì hôm nay ngày mùng 1 tháng 6 thì vẫn còn hoa mà nó nở từ Tết đến giờ cả nhà. Nó nở từ tháng 1, tháng 2 mà đến bây giờ đến tháng 6 vẫn còn hoa. Cho nên loài hoa này là Báo sẽ trồng ở cây ở mỏm đá rồng. Đây cả nhà ơi. Hoa nụ tầm xuân rất đẹp này. Đấy. Khi nào Báo trồng lên nhà nhà sẽ được ngắm tổng thể không gian ở mỏm đá rồng Báo. Hiện tại là xe này kín hết rồi. Đây. Hôm nay trời cũng khá nắng nhưng mà tranh thủ là đi thôi. Đây. Kín hết xe rồi. Hôm nay không có ai đồng hành cả, một mình. Và bây giờ Báo sẽ lên xe và cả nhà cùng trải nghiệm cũng Báo là trồng cây hoa ở mỏm đá rồng. Ngủ say. Mù say say lo say say, mù say say lo say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ, thấm má đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống say say lo say say, mù say say lo say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ, thấm má đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hầu chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống mù say say lò say say, mù say say lò say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Rồi cả nhà thân mến, Báo đã có mặt ở nương của mỏm đá rồng Báo. Thì bây giờ Báo đã đưa một số đồ như là cây hoa hồng và cuốc và các vật dụng để chuẩn bị cho trồng cây thì đã đầy đủ hết rồi. Cây đang ở đây, ở trên bờ đá đây, Báo đã đặt ở đây. Và bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm trồng cây hoa ở mỏm đá rồng cả nhà nhé. Ngồi say. Rồi cả nhà, bây giờ sẽ bốc vác. Đấy, bây giờ là bọn thợ lành nghề bốc vác đấy. Xem này, khá nặng đấy. Hây, còn có cả đất nữa. Rồi, cả nhà ơi.
Đây, thử bốc vác đây. Đây ra mỏm đá rồng thôi. Rất nhiều đồ. Một mình tự làm nó, cho nó mộc mạc chân chất, cho nó thoải mái tâm hồn này. Đấy. Thoải mái về tư tưởng này. Được xả stress này. Được rèn luyện sức khỏe này. Có rất nhiều tác dụng cả nhà. Không phải là làm việc lao động là mệt nhọc đâu, là rất là vui đấy. Mình vừa được rèn luyện cơ bắp này, lại còn được ngắm cảnh đẹp này, lại còn tự nói tự sướng này, tự vui tự buồn này. Đấy. Được ngắm cảnh đẹp vi vu giữa đại ngàn này. Đấy, một mình tự sướng. Cả nhà có thấy sướng không? Không ai sướng như A Báo nhỉ. Được tự mình trồng những cái cây của mình đấy. Tự mình vác những cái vật dụng đồ của mình để mình tự làm lên một cái điểm check in, sau này nó nổi tiếng hơn cả A Báo luôn. Thấy rất vui luôn. Hí. Con đường này, con đường đi xuống này. Đấy. Cả nhà có thể thấy là cảnh đẹp vô biên luôn. Cảnh đẹp là hết nước chấm đấy. Đây, con đường đi xuống cả nhà nhá. Thơ mộng luôn. Đây. Khá nặng cả nhà, mỏi á. Cực kỳ mỏi luôn. Ơi. Mũi say thật. À, đặt ở đâu đây? Chắc là phải đặt bên này. Ây da. Cả nhà hạ đồ đã. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Một chuyến đã xong, bây giờ chuyến thứ hai. Ở phía sau của A Báo. Cảnh thơ mộng này, buổi chiều tà cả nhà nhé. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Một mình tự trồng ở trên này. Hôm nay không có ai đồng hành đâu. Mình cũng mong muốn là tự làm ấy. Cũng không muốn phiền ai cả. Mà tầm này mà gọi các bạn của A Báo thì không có ai đi cùng được đâu. Bận. Ai cũng có công việc của mình. Ở dưới là nương ngô xanh mát ngát cả nhà này. Cả nhà có thể thấy ở dưới nương ngô của đồng bào ấy. Đồng bào trồng xanh tươi hết này. Rất là đẹp nhé. Rất là tốt luôn. Ai, cảnh đẹp à. Ở chỗ này thì không biết phải tả thế nào nữa. Nó quá đẹp. Nó quá thơ mộng luôn. Đấy. Con đường đi vào mỏm đá rồng của A Báo thì khoảng tầm 200 mét. Bây giờ vác đồ vào cũng đã chiều tà rồi. Vòng đi vòng lại là đến buổi chiều luôn. Đấy, hoa đã nở cả nhà này. Cả nhà ơi, hoa cúc đã nở này, rất đẹp luôn này. Đấy, nơi biên cương này. Rất đẹp, rất thơ mộng luôn này. Đấy, hoa cúc đã nở nhá. Phê luôn, cả nhà có thể ngắm đây. Mê mẩn mẩn mê luôn. Quá đẹp luôn. Và không gian là rất rộng. Vác đồ đã. Đây. Đây là nụ tầm xuân này. Gọi là hoa hồng gai đây. Đặt ở đâu cũng đẹp cả nhà. Đây, ví dụ đặt ở vị trí này cũng đẹp rồi. Chưa cần nói đến gì. Đấy. Qua đấy, hoa đang tung tăng trước gió nhá. Bây giờ A Báo sẽ di chuyển hoa đi vào. Rồi, mùa sai, cả nhà chờ nhá. Vừa là hoa này, vừa là đàn guitar, vừa là cuốc này. Thôi mang đàn guitar trước nào. Thôi mang hoa trước, đàn guitar lấy sau. Đây, hoa này hơi khó di chuyển cả nhà. Một mình ấy. Thôi mình tự mình chấp nhận mà. Chấp nhận vất vả mà. Đấy. Vác trên vai luôn. Ôi giời. Không biết vác được không. Hây. Cả nhà được rồi nhá. Rồi. Tiếp tục di chuyển.
đi về mỏm đá rồng. Hoa hồng gai này là gọi là nụ tầm xuân, đồng bào thường trồng ở nhà với ở cả tường rào đá, rất đẹp luôn. Bây giờ Apa mang ra ở mỏm đá rồng để trồng. Thế nào các bạn lên với mỏm đá rồng thì sẽ có hoa để chụp đến từ tháng 1 đến tháng 5 luôn cả nhà. Đấy, hoa này rất là bền vững luôn, gọi là đẹp bền vững đấy, mà rất lâu, nở rất dài và rất dai, hoa rất đẹp, màu hồng. Vác được 3-4 chuyến là mình cảm giác là chân tay nó cũng cơ bắp cuồn cuộn rồi, được va chạm với các vật thể. Là còn được đi ngắm cảnh này, ngắm những ngôi nhà ở dưới, đồng bào ở dưới hẳn dưới chân núi cả nhà ấy. Đây, những ngôi nhà ở dưới chân núi này cả nhà có thể thấy này, đồng bào vất vả không, ở cao không ở, cứ người thì nhà ở chân núi, nhà ở trên đỉnh núi treo leo, còn A Páo thì ở lưng chừng núi. Đây, cây này thì A Páo nghĩ sẽ đặt ở vị trí nào cho nó thích hợp đấy, chưa nghĩ ra được, nhưng mà chắc chắn là sẽ đặt trên mỏm đá rồng, tính sau đó. 1, 2, 3 rồi, chuyến thứ hai thành công rồi, còn một chuyến nhà cụ nữa cả nhà. Rồi nụ tầm xuân đã đến đây rồi, nụ tầm xuân đây rồi. Cây đào đã tươi tốt cả nhà, mầm rất xanh này. A Páo quay cho cả nhà xem là sức sống của cây đào nào nhé. Đây, đây cả nhà ơi, mầm ngọn của cây đào này rất xanh rì luôn, tốt cực kỳ luôn. A Páo như cho nhiều phân, rất nhiều phân. Đây, đây mầm cây đào này cực kỳ tốt và rất mập. Mà cái ngọn nó rất mập luôn. Đây, những nhánh bình thường này. Đấy, cả nhà yên tâm là sang năm đã có hoa đào để chụp rồi nhá. Cả nhà còn một chuyến nữa, còn một chuyến nữa. Chuyến này là chuyến cuối cùng để vào để trồng đào đây, không kịp nữa rồi, nếu mà không nhanh là muộn quá rồi. Hôm nay ở đây rất yên tĩnh, không có khách du lịch, hôm nay cực kỳ vắng luôn. Hôm nay có một đoàn hẹn A Páo thổi sáo ở mỏm đá rồng nhá, đoàn lại đi sang Mèo Vạc và đi Ngõ Quế rồi, không biết có kịp không thì sẽ tính sau, đến ở đâu thì mình tính ở đấy. Đây, cảnh vật xung quanh hoang sơ mộc mạc. Ôi rồi, chắc là phải mất một vài năm nữa để cái không gian này nó nhiều hoa và để mọi người trải nghiệm ở nhà. Hiện tại đang hoang sơ thôi, chưa có gì. Hiện tại đã trồng hết mận rồi này, mận đào lê này. Cả nhà có thể thấy những cây rất to ở đây. Đây, những cây mận này. Đây, cây mận này. Cây đào này. Đấy. Khi nào đến mùa hoa thì nó sẽ mình mới phát hiện ra cả nhà nhé. Đây, cây đào đây. Rất tốt luôn này, nhà này. Đấy, góc nào cũng đẹp. Quán A Páo Coffee cũ ở kia, gần tượng đài thanh niên xung phong. Đây là quán Coffee A Páo ở tượng đài thanh niên xung phong. Từ tượng đài nhìn sang ở phía nhìn hướng sang Trung Quốc, đường đi Mèo Vạc là có thể thấy là quán A Páo Coffee. Cả nhà, chuyến cuối cùng này. Có một chiếc đàn guitar này. Tí nữa mà kiểu như là mệt quá ấy, mình ôm đàn mình hát là quên đi hết mệt luôn. Chân máy quay này. Sáo này. Sáo mông này. Trên người của A Páo nhiều đồ lắm cả nhà ơi, không thể kể hết được.
Mình thích tự làm cho nên mình phải hy sinh. Rồi, bây giờ đi, cả nhà ai cuốc đây nhá, cả nhà nhá. Bây giờ chúng ta có thể đi. Đấy. Tìm ký ức nơi em hiện hữu trong đó núi đường hạnh phúc gấp ghềnh hoa sương mây trắng lơi sắc trắng hồng đang trôi đã chiếu hình ảnh em trên đỉnh Mã Pì Lèng mây thả bóng dáng em giữa tấm gương nhỏ quê. Sắp tối mất rồi, mặt trời xuống núi rồi, không nhanh là không trồng kịp đâu cả nhà. Em để hồng trong đá những trầm tích trổ hoa. Hôm nay là áp áo đi muộn, cũng không nghĩ là đi trồng hoa đâu, bởi vì là có một đoàn khách là hẹn áp áo ở Mỏm Đá Rồng, nhưng mà đang chuẩn bị đi thì đoàn này hoãn, thế là áp áo phải tranh thủ là đi trồng hoa luôn, không có là rất là bận. Ngày mai lại phải đi bản để trao những món quà của bà Âu tới cho bà con rồi. Không trao để lâu sợ mốc. Còn 200 chiếc màn nữa. À, cả nhà sắp đến rồi. Đấy, đi đi về về cũng 600 mét đấy. Đấy. Cả nhà ở đây. Đây, nương ngộ báo đây cả nhà ơi. Đấy, nương ngộ báo đây. Trời ơi. Bây giờ sẽ làm gì đây? Sẽ trồng hoa ở vị trí nào đây? Chết rồi, hôm nay không mang nước đi rồi. Thôi tí ra ngoài quán uống được. Cả nhà thân mến, A Páo đã có mặt ở Mỏm Đá Rồng A Páo. Rồi, A Páo sẽ trồng hoa ở Mỏm Đá Rồng luôn. Mù sai sai lò sai sai, mù sai sai lò sai sai hầu chứ hầu mê mê. Mù sai sai lò sai sai. Sao mờ thế nhỉ? Rồi, cả nhà thân mến, up về bây giờ up sẽ bay toàn cảnh cho ngành cả nhà cùng ngắm nào. Mù sai sai, mù sai sai lò sai sai, mù sai sai lò sai sai hầu chứ hầu mê mê. Mù sai sai lò sai sai, mù sai sai lò sai sai hầu chứ hầu mê mê, hầu chứ hầu mê mê. Mù sai sai lò sai sai, mù sai sai lò sai sai hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mê mê. Thâm Mã Đèo luôn vòng quanh co nơi đại ngàn đa xám, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Mi tu mù sai sai lò sai sai, mù sai sai lò sai sai hầu chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mê mê. Mù sai sai lò sai sai, ta mơ mơ đến Hà Giang, bầu bàn cùng sương gió, đọc thơ su ngọt có tiếng khen lạc bay. Cả nhà bây giờ sẽ xuống trồng hoa thôi. Ngay tự mình trồng những cây hoa trên mỏm đá của mình. Báo nghĩ rất là ý nghĩa. Rồi.
Ê, cả nhà ơi, đây là cây hoa hồng leo. Apao nghĩ là sẽ trồng cây hồng leo ở vị trí là ở đây, ở phía dưới này, chắc là sẽ rất là đẹp. Ở đây cũng có hốc đá, hốc đất ấy. Báo sẽ trồng ở dưới này. Ở vị trí này, hoa sẽ nở rất đẹp ở góc này luôn. Có cả nghệ này. Bởi vì ở trong bầu ấy. Báo sẽ lật ra. Đấy. Sẽ cho vào góc nào? Ở đây. Góc này cả nhà ơi, góc này là góc vừa nguy hiểm này, vừa đẹp này. Đây, góc này. Cho vào đây luôn. Cả nhà ơi, vị trí này đẹp quá rồi. À, có khi cho vào hốc này. Hốc này xem có đất không. Hốc này không được. Thôi anh Apa sẽ cho vào đây thôi. Vừa an toàn lại vừa đẹp. Ở cạnh gốc đào luôn cả nhà ơi. Cạnh gốc đào luôn. Ở đây luôn. Ở đây thì cạnh gốc đào thì vừa có hoa đào lại vừa có nụ tầm xuân ở đây. Nụ tầm xuân thì sống ở điều kiện nào cũng được. Nó không bị chết như các cây khác. Các loại hoa khác thì phải phù hợp với thổ nhưỡng. Vào chọn vị trí này chắc là đắc địa đấy. Nếu mà nở hoa rồi thì hoa sẽ bên này. Mọi người sẽ ngồi dưới này cũng được. Đấy, đúng không? Ở cạnh cây đào luôn. Còn tất cả 7 cây còn lại thì Apao sẽ trồng xung quanh. Gọi là như thế là cho nó cho ổn thỏa luôn. Mai cây này có bầu cho nên yên tâm là sống ở nhà nhé. Đấy. Ở nhà lên hình nhá. Rồi, đã được một cây cả nhà ơi. Được một cây rồi. Còn 7 cây nữa. Phải chờ cả nhà ấy. Chờ áp báo. Rồi. Ta mơ mơ đến Hà Giang, bầu bạn cùng sương gió. Cả nhà còn 7 cây nữa thì bây giờ Apao sẽ trồng từng cây một. Đấy. Apao đã trồng xong cây nụ tầm xuân ở dưới mỏm đá rồng. Apao đã trồng xong và bây giờ Apao sẽ trồng 7 cây còn lại ở mép theo mỏm đá rồng ở nhà nhé. Bây giờ Apao sẽ trồng 7 cây còn lại. Ta mơ mơ đến Hà Giang, bầu bạn cùng sương gió. Đọc thơ ru ngon cỏ, có tiếng khen lạc bay. Chờ tình khâu vai, cho trai gái yêu nhau. Ta mơ. Hây. Cả nhà ơi, hộp xuống rồi. Apao trồng từng cây.
mưa đến Hà Giang cùng em ăn thắng cô, mưa một lần cưới mưa đón em qua cổng trời. Hà Giang ơi, Hà Giang, rượu ngô thơm vách núi say rồi. Mất thời gian rồi nhỉ, chồng không đơn giản đâu. Phải mất rất nhiều thời gian để trồng cây 42%. Vẫn trồng được mấy cây nữa thì máy mới hạ. À, báo để máy cố định nhá. Nên là hôm nay không mang quên kéo cả nhà ơi. Cho nên cái túi khó, cực khó bóc luôn này. Cực kỳ khó luôn. Làm cách nào bây giờ nhỉ? Chắc phải tháo ra thôi. Cực kỳ khó cả nhà này. Đây, không mang kéo luôn. Thử tháo bằng tay này. Cực kỳ khó bóc. Cây hồng này thì đã có bầu ở nhà này. Đã có bầu này. Yên tâm là nó không chết được. Vì chị đấy gửi có bầu luôn. Không phải chị đấy gửi bầu đâu. Hello. Đưa khách đi à? Đưa khách ra chụp mỏm đá. Đang trồng hoa. Đúng rồi đấy. Không làm YouTube thì làm cái gì? Phải không? Trồng hoa ở vườn mình thì mình cứ quay cho vui thôi. Mình vừa cho mọi người nhìn thấy là khung cảnh của mình. Hoa hồng. Đây hoa hồng cả nhà nhá. Hoa hồng Bulgari à. Đấy, có người tặng cho nên mình cứ phải trồng đã. Không biết là hoa gì, cứ hoa hồng là được. Ok, 1, 2, 3. Hello. Review đẹp nhất thế giới. Mòm đá rồng. Du khách là đang đi vào check in cả nhà nhé. Đây, Apao sẽ trồng ở vị trí nào đây, đang chọn đây. Chắc trồng vào hốc đá thôi. Chưa biết là trồng góc nào đây này. Ui, nó treo leo này. Đấy. Xuống dưới này chụp ảnh cho khách này. Đứng ở dưới này chụp ảnh xa này. Mới đẹp. Này, trồng vị trí này cả nhà ơi. Nằm ở đây luôn này, ở hốc đá này. Ủa cũng không được, lại không có đất cơ. Không đơn giản cả nhà ơi. Trồng một cây đây phải chọn. Ôi chắc trồng ở đây. Trồng đây một cây. Góc này. Góc này thì có đất này. Hạn chế người trèo đây. Lên đây. Đấy. Góc này. Góc này khá đẹp. Trồng ở đây. Có một cục đá nó chặn này. Phải đào ra xếp vào. Khách đang chụp ảnh cả nhà ơi. Một chàng trai người Tây rất là to cao đẹp trai. Không biết đến từ nước nào. Sao em biết mỏm đá mà vào? Thấy mới thấy đâu phải không? Bây giờ nhìn thấy xuống đây chụp cho khách này. Xuống đứng ở đây này. Khách đang chụp ảnh cả nhà. Xem hết pin chưa? Sắp hết rồi. Sắp hết pin rồi. Cố thêm một tí nữa. Được một hai cây rồi cả nhà. Từ nãy giờ mới được hai cây thôi, chưa ăn thua. Tốc độ trồng này thì không ăn thua.
thua các đồng bào rồi. Do là không mang kéo để cắt ấy, cho nên là trồng bị chậm ở nhà. Cây này này, cây này rất đẹp này. Được một hai cây rồi. Đây, đứng ở đây chụp ra mỏm đá này. Hạ máy thấp xuống chụp mỏm nó mới nổi. Ừ. Mỏm này an toàn hơn tử thần. Tử thần rơi là đi luôn đấy. Chỗ này rơi thì xuống bám cây đào. Chỗ này rơi thì đảm bảo an toàn là không thể chết được cả nhà. Chỉ có đau thôi. Đây, cả nhà ơi, cây thứ ba nhé. Không có dao để cắt đây này. Thế mới vất vả đây. 1, 2, 3, picture. Where are you from? Molen. Molen ở đâu không biết. Hà Lan này. Bạn ấy có thích nghe tiếng sáo mông không? Ok, có gì tặng bạn ấy bản sáo mông được không? Cũng được nhỉ. Rồi tranh thủ nha. Tranh thủ tặng nhỉ con. Còn bao nhiêu phần trăm nào? Ô 17%. Để hạ máy đó. Ok, I am a Hơm Mông local. I want to give you a song Hơm Mông melody. À cả nhà ơi. Cất máy đó. Rồi, cất máy đó cả nhà ơi. Rồi, đấy. Bận không? Nếu bận thì thôi. Em cũng bình thường, em chỉ đi mía bạc thôi. À thế à, thế thì đơn giản. Thế bảo bạn đấy ở đây. Tặng đúng 5 phút thôi, kỷ niệm thôi, để bạn đấy còn nhớ ấy. Vâng. Còn nhớ Việt Nam đúng không? Vâng. Về Việt Nam, chán lắm, chả nhớ cái gì. Ok. Đấy, có thể quay lại cho bạn đấy. Ngồi dưới kìa. À, cả nhà thân mến, A Páo được đang trồng cây hoa thì gặp một bạn người Tây. Thì bạn đấy đến từ where you from? From Holland. Hà Lan. Hà Lan, Hà Lan. What's your name? Jesse. Jesse. À, giống Jesse, giống như là cầu thủ bên bên đội Chelsea ấy nhỉ? Vâng. Tên là Jesse. Jesse à. Very handsome. Thank you. Bạn rất đẹp trai. I am a Pao Hơ Mông local. I want to give you a song Hơ Mông melody. Perfect, nice. Okay, thank you so much. Hồn đá. Có thể phiên dịch bạn đấy là đây là toàn cảnh đều là đá. Cho nên là sẽ bản sao sẽ là hồn đá. Hello, I am a Pao Hơ Mông local. I want to give you a song Hơ Mông melody. Mmm.
Ok, thank you so much. Ok, goodbye, see you again. Okay, goodbye, see you again. Xin chào, Musasa, lo sasa, chào cả nhà. Musasa, lo sasa, Musasa, lo sasa, hầu chứ, hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hồ chơ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Mù say say lo say say, mù say say lo say say hầu chứ hầu mẹ mẹ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hầu chớ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống